Rồi, ngồi vào ghế thôi. Rồi, ổn định chỗ ngồi ha. Mời anh chị có thể mở mặt nạ của mình ra. Dạ, chào anh. Dạ, chào. Wow. Dạ, thế bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về bản thân mình trước ha. Rồi, mời anh giới thiệu trước nè. Chào bạn Cát Tường. Dạ. Mình chào bạn gái kế bên. Mình chào toàn thể quý vị khán giả. Mình tên là Lê Minh Hương, quê ở Đồng Tháp. Mình hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình đang là nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Công việc chính là quản lý kho. Mình năm nay 46 tuổi. Sống ở thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Anh đang sống với ai trên này? Trên này thì cũng gia đình lên trên này phân nửa rồi. Mình sống là sống riêng một mình. Là anh làm giờ hành chánh hay sao anh? Cũng một tuần thì làm giờ hành chánh, một tuần thì mình phải trực ca đêm. Rồi, tới phiên mình giới thiệu đó chị. Em chào chị Tường, em chào anh bên kia, em chào khán giả. Trời. Tên là Hồng Loan, hôm nay 39 tuổi, làm kế toán ở Cần Thơ. Còn quê thì ở Tiền Giang. Sao đi làm chi xa vậy? Tiền Giang sao mà đi làm qua túc bên Cần Thơ vậy? Còn hồi trước thì em cũng làm ở Sài Gòn cũng mười mấy năm rồi, em mới về dưới được 3 năm. Dạ tỷ như bây giờ là xin lên Sài Gòn làm lại được không? Dạ chắc được. Ủa mà lý do sao đang làm ở Sài Gòn mà lại đi về Cần Thơ? Dạ hồi trước em đổi hướng cho nó khác nhiều. Đổi phong thủy ha. Anh giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của anh. Điểm mạnh của mình thì mình nấu ăn bạn bè cũng khen ngon. Với mình thì thật thà, trung thực, hiền, không tánh không có nóng. Điểm yếu thì cũng mình hơi bảo thủ tí. Những cái ý kiến của mình rồi đó, hơi có một cái giữ những cái ý kiến của mình. Hơi gục gà rồi trước đám đông tí. Thế còn mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chăm chỉ. Điểm yếu là gì? Cũng hay rụt rè, nhiều khi cũng hơi trầm tính. Hai bên nào cũng rụt rè hết trơn rồi tìm hiểu nhau, bên nào tấn công rồi bên nào phòng thủ. Ảnh là người hơi bảo thủ thì mình thấy sao? Em nghĩ là ai cũng có cái suy nghĩ của riêng mình, nhưng mà mình cũng chịu lắng nghe, tiếp thu cái ý kiến của người khác. Thì mình cũng nghe rồi mình trao đổi, thì cuối cùng mình lựa chọn quyết định thôi. Cảm định hướng cũng vậy, mình nên bàn với nhau rồi mình mới rút kết ra được. Mình cũng rất là lắng nghe bạn đời của mình ý kiến. Đó. Nếu mà bạn đời của mình ý kiến mà hay hơn mình rất là tôn trọng. Đó, chứ mình khư mình nói mình đúng không là đôi lúc cũng không được. Mình đúng với cái tư duy của mình là hồi xưa giờ mình ở một mình. Nhưng bây giờ hai người đôi lúc cái đúng của mình nó lại không phù hợp, là mình phải lắng nghe để mà mình đưa ra một cái nào nó đúng nhất. Hồi trẻ thì cái tôi hơi cao, nhưng mà càng lớn tuổi mình lại càng dễ. Đó. Thế nguyên nhân tại sao ế nè? Tình trường cũng trải qua 2 mối tình rồi. Rồi. Cách đây bao năm rồi? Cũng lâu rồi, 10 năm rồi. Đó là cái đoạn mà mới có là còn 30 mấy đó. Trời ơi, đoạn đó lấy là đẹp rồi mà để chi tới bây giờ. Mà cái cụ thể đỉnh điểm là cái gì mà để dứt luôn? Bạn gái của mình còn ham vui, ham chơi, đua đòi. Cổ nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn cũng 8 tuổi. 8 tuổi. Thế còn mình sao, tình trường mình như thế nào chị? Trước giờ cũng quen tìm hiểu sơ sơ thôi, chứ không có một mối tình nào mà nó cũng sâu sắc lắm. Cách đây 2 năm rồi chị. Cách đây 2 năm rồi. Mà từ đó đến nay lại vẫn ở không? Dạ, dạ. Nhưng mà bây giờ là vấn đề giữa anh chị là một người thì đang ở ở thành phố, một người đang ở Tú với Cần Thơ làm việc. Thì bây giờ theo anh thấy mình có khó khăn gì trong cái vấn đề yêu nhau không? Dạ, không sao hết rồi bạn. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Trèo rồi bây giờ bao lâu anh mới trèo xuống tới Cần Thơ được một lần? Tùy theo cái cảm xúc của tình yêu. Cái nhớ nhung nhiều thật là đi đến nhiều. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của anh là người như thế nào? Ước muốn được một người bạn gái ngoại hình dễ nhìn chút xíu được rồi. Có chiều cao từ 1m58 trở lên, hiền phúc hậu. Thế còn chị muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Tình cảm, sống tình cảm, biết quan tâm tới bạn gái, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nói chung tiêu chí của hai anh chị thì cũng đơn giản, không có gì khó. Nè cho em một tấm hình, mình coi thử coi nha. Hình chắc hơi lâu bạn. Hình này máu mấy năm rồi? Anh đi chụp rồi đi học. Trời ơi, bây giờ đi kiếm chồng 30 mấy tuổi mà đưa hình thôi đi học. Rồi kiếm đi, tôi thua rồi đó. Em làm ơn giúp anh gợi ý giùm anh đó em. Mặt tròn. Mặt tròn. Lúc đó tròn trịa hơn giờ, để tóc mái. Rồi gán kiếm ra, coi như mình linh cảm đi. Mình kiếm cô em đi. Hên xui vậy. Hên xui đi. Được chưa? Ai? Ủa sao đoán anh đó? Thích cao hả? Dạ. Thích cao có cao luôn. Rồi, xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về cửa trái tim của bạn muốn hẹn hò. Hẹn ăn trưa sẽ mở cửa ra. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi, xin mời hai anh chị so sánh hình ảnh. Anh rất hân hạnh nay mới được gặp em. Dạ, cũng hân hạnh được biết anh. Đây, cái trái tim là cái cửa người ta nè. Đây nè. Bia này hả? Chật hả? Chật rồi chứ. Chứ ai mới đúng? Ở giữa thôi à? Ở giữa. Rồi, đó coi. Đúng rồi, xưa mặt tròn hơn giờ ha. Anh có bó hoa tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em xinh đẹp như hoa. Dạ, dạ. Anh cũng có chúc hộp quà tặng cho em. Trời ơi, chu đáo quá. Mở ra coi cái gì mà gói kỹ dữ vậy. Mình ngồi xuống đi chứ mình cao quá. Wow. Cái vỏ thôi. À, trời ơi. Anh chúc em làm cái tóm lúc nào đếm tiền và có tiền riêng cho mình bỏ vô bóp đều đều. Dạ, dễ thương, hay quá. Cũng dẻo miệng lắm chứ bộ, gặp ta kế toán cái nói tặng cái bóp đi, đâu có biết trước, chưa gặp đâu biết kế toán đâu. Mà mua cái bóp xong bây giờ thấy ta kế toán nó có tiền bỏ vô đều đều. Thôi được ha. Bây giờ hai bạn sẽ quà nhỏ tặng cho anh. Anh đoán không sai, sai mà cũng có quà nữa hả? Dạ. Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng. Là sao, ý nghĩa cuốn sách này nói gì chồng? Này là quyển sách tâm lý để mình hiểu đối phương đang mong gì và nghĩ gì để mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Là sao tự nhiên gì có cái vụ mà để không bị lừa dối ở trong nữa bộ hay bị lừa dối nữa nó vậy thôi chị. Rồi bây giờ tôi sẽ mời hai anh chị ha, chúng ta sẽ cùng vừa thưởng thức một món ăn trưa tại nhà hàng rồi mình vừa tâm sự với nhau. Bây giờ thì Cát Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức món cà ri Việt Nam chế biến sốt theo kiểu Âu kết hợp với cơm, phong cách trình bày và trang trí món theo âm hưởng Việt Pháp cổ truyền. Mời hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn bà Tường. Dạ, em mời anh. Anh cho em hỏi hồi nãy anh nói anh tên gì anh em nghe chưa rõ. Anh tên Hương em cũng làm ơn giới thiệu tên là anh nãy cũng. Dạ tên Hồng Loan. Rồi anh mời em. Dạ anh mời anh một bữa. Anh Phương đi làm là giờ nghỉ của anh là nó xây vòng hay là anh làm theo ca từng cái ngày từng ca đêm? Em quan niệm như thế nào về tình yêu với về hôn nhân gia đình? Mình cảm thấy một đối tượng nào đó mà mình nó phù hợp với cái tính cách và cái quan điểm của mình thì mình nên đặt cái thời gian và cái sự quan tâm vô người đó. Lập gia đình sau này em thích ở quê hơn hay là ở thành thị hơn? Cũng thích hướng về cái không gian nó trong lành, nó không quá bon chen, cũng dễ thích nghi lắm. Ở đâu thì em sống cũng được. Anh cũng vậy, anh cũng dễ sống, môi trường nào anh sống được. Mà tại anh có cái sở thích của anh đó là anh thích ở cái môi trường trong lành, không khí trong lành với môi trường xanh. Giờ nếu mà tìm hiểu rút ngắn thời gian, nói chung là mình không có đưa đẩy nữa. Đúng rồi. Dạ thì tuổi lớn rồi phải tranh thủ chạy nước rút. Cũng khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thì đủ hiểu rồi. Nếu mà mình thật tâm mình muốn tìm hiểu. Anh cũng vậy, anh cũng từ 6 tháng đến 1 năm thôi chứ tìm hiểu lâu quá nhiều khi cũng thành cũng vậy. Nói chung là mình tìm mẫu người hoàn hảo thì không có người nào hoàn hảo đâu. Đúng đúng mà em. Chúng ta cùng lắng nghe, cùng quan tâm cái cảm nhận của đối phương mong muốn gì để mình thích hợp cả hai cùng sửa đổi á. Thì mình quan tâm nhau, mình cũng thông cảm những cái khuyết nhỏ nhặt đó thì mình sẽ sướng quá. Đói bụng quá, hai người được ăn. Tường đi ra ngoài, Tường nghiên cứu hồ sơ của hai người. Đây là cái hồ sơ mai mối, tới bữa nay Tường mới được nhận. Đó, chương trình đã ghép đôi của hai bạn. Một người đăng ký chương trình là sẽ có một cái hồ sơ như thế này nè quý vị. Và cả ngàn, cả triệu hồ sơ mới ghép lại được hai cái hồ sơ này. Bây giờ á, có một cái vấn đề này Tường muốn chia sẻ. Mà Tường đọc cái hồ sơ của em á, thì có một cái sự đồng cảm. Đàn ông bây giờ họ cũng thực tế, thực dụng lắm. Thì trong này em ghi là có những cái là giống như mình quen với ai, quen những người bạn trai á, thì người ta cứ hay là đòi hỏi cái chuyện quan hệ trước hôn nhân. Nhưng mà mình thì mình lại không thích cái chuyện như vậy. Mà đàn ông mà nhiều khi mà không được như vậy á, là người ta cũng sẽ không muốn, không thích. Và hình như phụ nữ nào cũng bị, Tường cũng vậy á. Tại vì á, người ta cứ nghĩ rằng mình là có chồng có con rồi, em là còn chưa chồng là còn đỡ, chị có chồng có con rồi, cho nên là khi đàn ông ta tiếp cận mình là ta chỉ nghĩ chuyện đó trước tiên à. Đâm ra vậy, ai cũng vậy, thì làm cho mình cảm thấy e ngại, cho nên mình cứ ở một mình hoài, đúng không? Thí dụ như em đang cũng thích người đó, em yêu người đó, nhưng mà người ta đề cập như vậy thì em cũng không sẵn sàng hay sao? Để chị biết được cái nguyện vọng của em. Về phía họ thì họ phải để cho mình cảm nhận được là họ có đặt cái tâm vào họ và mình hay không. Em cảm nhận là người ta chưa có đặt cái tâm vào mình, người ta chỉ nói ở bên ngoài thôi. Chứ về cái hành động và cái cử chỉ hay là bất kỳ sự quan tâm nào khác thì mình chưa có chạm đến mình. Mà người ta lại muốn quan hệ, đòi hỏi cái chuyện quan hệ nam nữ, hỏi cái chuyện quan tâm yêu thương thì không thấy, mà cứ thích cái chuyện kia không à. Đó, anh thấy sao? Hai người phụ nữ tố đàn ông đó thì anh suy nghĩ sao về vấn đề đó? Có khi cái kia nó cuốn hút cái tình yêu, làm cho người đàn ông nhớ nhung nhiều hơn. Cũng cái này là mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Cái quan điểm của anh là như thế nào? Quan điểm của mình đó thì về vấn đề mà sâu xa trong tình yêu á, thân mật á, thì cái đó cũng là tình yêu coi như là sâu đậm. Thời buổi cũng hiện đại rồi. Nhưng mà ở đây người phụ nữ người ta nói với điều kiện, người ta phải cảm nhận được là anh thật sự quan tâm đến người ta. Chứ đàn ông thì cứ ham muốn, nhưng mà cái chuyện quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta thì không thể hiện. Anh có thấy vậy không? Gần đúng là như vậy. Gần đúng là như vậy, đúng quá chứ. Gần đúng gì, đúng 100% chứ gần gì. Thì cái chuyện tình yêu và tình dục mà đi đôi song song với nhau là cái chuyện cũng bình thường. Ảnh nói cũng có cái lý đúng của ảnh. Nhưng á, đàn ông á có thể có tình dục mà không cần tình yêu. Nhưng á, phụ nữ á là phải có tình yêu cái đã rồi nó mới sinh ra tình dục. Anh có đồng ý cái ý đó không? Phải có tình yêu cái đã thì nó mới có tình dục. Bây giờ cơ bản chưa có tình yêu, mới biết nhau, mới gặp nhau, nói ví dụ nè, giờ mới gặp nhau có một lần ăn uống chưa hiểu gì nhiều, rồi mai mốt anh đi xuống với Cần Thơ anh thăm chỉ nè, mới gặp có một lần chưa biểu gì nhiều, anh rủ chỉ đi khách sạn, chị quýnh anh chết á, Không, bản thân riêng của mình đó thì mình cái vấn đề đó mình thông cảm cho bạn nữ mình được. Mình về cái tình cảm, về cái tình thương mến thương mình vẫn thông cảm về vấn đề đó được, hoặc là về cái vấn đề mình nghĩ về cái chuyện trăm năm hoặc chuyện lâu dài, chứ không phải ngày bữa. Thì mình phải từ từ mình dung đắp cái tình cảm của mình, chứ không có cái gì mà mình phải gấp gáp hay mình anh làm sao mà để đến một lúc nào đó anh xuống anh thăm chị rồi yêu đoa tâm sóc qua lại, đến một lúc nào đó mà anh đi về anh thăm chị đó mà anh đi lên á mà chị nói thôi anh ở lại đi, mà anh đi vậy nó cực nó mệt đó, thì cái đó anh mới là thành công. Em không dám chị. Sao không dám? Không dám từ chối đâu. Không dám từ chối, đúng không? Chị giúp em đó, chị nói trước luôn. Chặn đứng những ý định, những cái gì xấu xa, những ý định mà những dục vọng thấp hèn là phải chặn ngay từ đầu. Rồi, bây giờ Tường mời hai anh chị ha, mọi người sẽ rút là một lá bài trong này, đọc lớn lên cái yêu cầu chương trình đưa ra ha, cho vui. Hãy yêu cầu bạn nam làm mặt xấu, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Dễ quá chị. Dễ quá hả? Xấu thì xấu rồi đó, mà không biết có đáng yêu không nữa. Có đáng yêu không vậy? Yêu mặt ngầu đó. Cũng ngầu dữ ha. Trời, anh này như có khiếu gì vậy? Có năng khiếu diễn xuất hay gì á. Rồi tới phiên anh nè. Điều gì bạn cảm thấy thu hút nhất ở một người phụ nữ? Tính tình duyên dáng. Nhìn vô thấy sao duyên dáng, dễ thương quá. Cái từ duyên dáng này nó rộng lắm, giờ sao gọi là duyên dáng nè? Về ngoại hình với vui vẻ tính cách. Với anh á, so với anh là người như thế nào là anh nhìn cái là anh thấy là duyên dáng? Theo như mình nghĩ người phụ nữ duyên dáng. Anh dòm em, anh dòm Cát Tường nè, đó anh dòm cái thấy duyên dáng không? Dạ. Trời hơi cưỡng cầu quá. Đó, thì theo anh như thế nào gọi là duyên dáng? Gọn gàng, hở hang gì quá, không có kín đáo gì quá, nó trung bình để pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Đó, lần đầu tiên gặp mặt khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm xúc đầu tiên của anh như thế nào khi mà nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh? Bạn gái rất là hiền, trung thực, truyền thống, thân thiện. Cảm xúc trong người anh như thế nào? Thân thiện. Thế còn em, khi mà mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ em thấy anh thì vui vẻ, khuôn mặt là sao chị Thiện sáng sủa. Sáng sủa, đúng rồi. Bây giờ nè, một cái test cuối cùng để cho hai anh chị quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Bây giờ anh bốn mấy tuổi? 46 phải không? Dạ. Tuổi khá lớn rồi nha. Dạ. Giờ cưới nhau một cái là phải đẻ con liền phải không? Dạ, chạy nước rút. Chạy nước rút phải không? Dạ, dạ, còn sức chạy nước rút không? Còn nhiêu chạy nhiêu. Còn nhiêu chạy nhiêu. Còn nhiêu chạy nhiêu. Bây giờ thử sức được không? Anh có thể hít đất với em 5 cái được không? Để em coi em còn sức khỏe dạ, không? Okay. Trẻ lên đây là 20 cái không dạ, đó? Dạ. Được. Rồi, mời anh. Ok anh. Một, trời sát dữ vậy. Hai, trời cái gì nằm xuống luôn vậy. Ba. Bốn, cái gì sát dữ vậy. Năm, sáu. Trời ơi, lũng tường, lũng tường. Được không em? Sức khỏe vậy có chạy nước rút nổi không em? Được, cũng được. Được. Bài test tuy rằng nó hơi kỳ kỳ, nó hơi vô duyên nhưng mà thực tế nó rất là phù hợp với cuộc sống đó quý vị ạ. Nhấn mạnh một lần nữa, nếu như tiến tới được thì tiến tới hôn nhân em vẫn không ngại đi xa đúng không? Rồi, thế bây giờ là mời anh chị đặt tay vào cái nút bấm này. Cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò. Nếu mình bấm nút là mình quyết định trở thành một cặp đôi để mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Nếu mình không có rung động, không có cảm xúc gì hết, mình không cần bấm. Ha, hiểu ha. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. Một. Hai. Ba. Sau 3 tiếng đếm rất là lâu, chỉ có một mình chị bấm thôi. Lý do tại sao anh không bấm? Trái tim chưa rung động các bạn. Trái tim chưa rung động. Mình bấm nhưng mình cũng bấm rất chậm. Mình phân vân cái điều gì trước khi mình đưa ra quyết định bấm nút? Em cũng muốn đợi rồi anh bấm trước, nhưng mà thôi em mình cứ đúng quyết định của mình. Cái quyết định của mình. Đúng rồi. Nhưng mà khi anh không bấm thì cảm xúc của mình như thế nào? Cũng hơi bất ngờ, hơi hụt hẫng, cũng hơi buồn ha. Nhưng mà không sao, giống như Tường nói mà, đây là một cái chương trình thực tế và mình đến đây là cảm xúc thật. Tường rất là ngưỡng mộ bạn là mình đã dám, mình là phụ nữ thời buổi bây giờ mình có thể thể hiện. Giống như Tường thích ai Tường cũng có quyền cũng lên tiếng trước, còn cái chuyện người ta thích mình hay không là quyền của người ta. Cũng cố gắng hết sức rồi quý vị ơi, nhưng mà cũng không hoàn thành cái trách nhiệm mai mối của mình. Bởi vì thật sự để mà tìm một cái con người mà hợp với một con người khác khi mấy mươi năm chúng ta chưa gặp nhau thật sự rất là khó. Và những ít phút ngắn ngủi trên chương trình thì cũng không thể để cho các bạn ấy hiểu hết được nhau. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị đừng quên nhấn subscribe khi xem chương trình nhé. Bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Là em luôn á chị, cho em thấy cũng có 4 người tham gia. Dạ chị ơi, bây giờ mình chủ động mình giới thiệu bản thân giúp bên em nha. Là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, công việc gì vậy đó chị. Mình cứ chủ động nói nó tiếp giúp bên em nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, mình tên là đầy đủ là Phan Hải em. Sinh năm 97. Hiện đang sống ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể là mảng nào? Dạ em làm bên hai lĩnh vực, một là đồ handmade, những sản xuất những cái phụ kiện như đồ buộc tóc với lại bông tai. Còn cái thứ hai là em đang hỗ trợ gia đình là ba cô bán trái cây đó chị. Hiện tại là bạn đang ở Tiền Giang với gia đình luôn ạ? Bơi bơi mặc gì mày? Dạ đúng rồi chị. Rồi, chia sẻ một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân đi. Mình có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh của em là thích nghi tốt. Với lại Em từng là MC với lại là dẫn các chương trình của đoàn viên của trường đại học á chị, và có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Điểm yếu của em là rất là kiểu như là khi mà dễ mau chán á chị. Mau chán là sao? Rồi MC là phải chủ động nói được nha, không để tập hỏi nha, tự nói với bản thân này. Lâu quá không có thực hành. Thì mau chán ở đây có thể nói như thế này là, như là em thì thích, chính vì sự thích nghi tốt cho nên là lúc nào em cũng muốn có một cái môi trường nó năng động, nó náo nhiệt hết. Nếu như mà cái môi trường cộng đồng đó nó cứ im hoặc là nó không có cái sự thay đổi gì đó trong một ngày á, thì về lâu về dài em không có hứng thú với lại cái môi trường đó nữa. Cái thứ hai là cái nhiệt quý của em sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không có sự thay đổi, có cái thử thách gì đó. Mau chán thì nên là xinh xắn rồi là cũng hoạt ngôn rồi công việc cũng ok, nhưng mà không có người yêu là do mau chán à? Không có người yêu là do cái môi trường của em là gặp các bạn khách của hàng quen là qua online. Cái thứ hai là do hoạt động chính của em là ở chợ truyền thống á, cho nên là những cái đối tượng mà em đã từng gặp gỡ và trao đổi thì thường là họ là những người buôn bán kinh doanh. Nhưng mà cái mà em đang hướng tới là một cái hình thức kinh doanh nó hiện đại hơn, và những cái người đó thì khi mà em trao đổi trực tiếp với họ thì họ lại phản bác rất là mạnh, bởi vì họ không có nhìn thấy được cái tiềm năng của online. Do xuất thân của em là em mới về quê khoảng 2 năm nay thôi, thì em cũng tìm hiểu bạn họ nhưng mà vẫn chưa tìm được người có chung chí hướng với mình. Bạn đọc thêm được bao lâu rồi, kể về cái tình trường của mình được không? Hiện tại là em có mối tình chính thức thì 3 mối tình. Thứ nhất là lúc còn sinh viên đại học. Cái thứ hai là sau khi tốt nghiệp thì em có quen một bạn để mà hợp tác kinh doanh, nhưng mà vì lý do là mong muốn kết hôn sớm của bạn đó cho nên là em không thể nào đáp ứng được. Em thì cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Mối tình thứ ba là xuất phát ở quê nhà của em, nhưng mà hiện tại là chia tay bởi vì lý do rất đơn giản là do không có phù hợp về cái quan điểm sống á. Và hiện tại là em cũng đang mong muốn là tìm một người có những cái quan điểm sống giống mình, sở thích cũng không cần phải giống nhau, nhưng mà quan trọng là quan điểm sống với lại cái hình thức hoạt động là tự do kinh tế chị, chứ không có phải là đi làm hoặc là không có kiểu như là không có chú trọng, không có quan tâm, không có tôn trọng cái việc tự kinh doanh của em. Cùng quan điểm sống là sao, cái này nói rõ hơn thế nào? Cùng quan điểm sống có thể là thế giới quan của họ, chẳng hạn như là đối với họ thì gia đình là như thế nào. Chẳng hạn như đối với em, gia đình là một cái tập thể lúc nào cũng ở gần nhau. Em không có thích việc yêu xa. Cái thứ hai là quan điểm với em là về vấn đề về tiền bạc, mình rất là thích tiền, mình thích tiền, nhưng không phải là mình cứ cuộc sống của mình cứ quay quanh tiền. Chẳng hạn như là mình có thể dành một ngày ra 12 tiếng để kiếm tiền, nhưng mà còn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng còn lại là mình dành cho bạn bè hoặc là người yêu gì đó, chứ không phải là lúc nào cũng mình cũng xoay quanh tới chuyện đó. Gia đình ở gần nhau nghĩa là ví dụ bây giờ mà gặp được người phù hợp là bạn đó về ở gì? Dạ đúng rồi, mong muốn gia đình em là muốn ở rể, tại vì hiện tại là gia đình em cũng có một chút gì đó gọi là của dư của ở. Là sao? Giải thích rõ cho mình việc này được không? Nghĩa là gia đình bạn hiện tại là có mấy người, mấy anh chị em, rồi sao mình lại cần phải ở gì? Cái sức khỏe ở rể đây có không phải là gì, nhưng mà kiểu như là muốn có một người yêu ở gần mình á. Thứ nhất là em không muốn yêu xa. Là bạn nam đấy phải ở Tiền Giang. Các tỉnh lân cận sao? Lân cận thì cũng phải sắp xếp nhất một tuần cho mình gặp nhau khoảng 2-3 lần gì đó, không cần phải một tuần, không cần phải nhiều, nhưng mà phải sắp xếp được. Tại vì em là một người thích cái sự tương tác. Thế nghe là như thế nào này? Ví dụ mà bạn nam rất là hợp với mình, nhưng mà bạn nam nhà có mỗi 2 mẹ con thôi chẳng hạn, thì người ta cũng muốn là mình làm dâu chứ, thì mình có đúng được này không? Chính để đó là sẽ sắp xếp sao, tại vì theo em nghĩ á, ở rễ hay không ở rễ quan trọng là nếu như mà bạn đó có thể sắp xếp được, cân bằng được. Chẳng hạn như là vấn đề ở rễ là do gia đình em thích em ở gần, có thể tiện chăm sóc đôi bên. Còn nếu mà khi mà em trưởng thành có gia đình riêng thì em vẫn đảm bảo được cái việc là một tuần hoặc là 2 tuần con về thăm gia đình khoảng 2-3 lần gì đó, thì mình có thể sắp xếp đều về hình thức. Thứ nhất là thời gian di chuyển nó nhanh, Cái thứ hai là bạn đó có thể chủ động được, thì cái vấn đề yêu xa hoặc là lấy chồng xa thì hai bạn em nghĩ là thỏa thuận được, chứ không phải là cứ gò bó bắt ở rễ. Rồi ngoại hình thì sao này, cụ thể về ngoại hình là mình có cái mẫu hình nào hay là người nổi tiếng nào mà mình cảm thấy là mình thích cái ngoại hình như vậy? Còn chiều cao của bạn nam thì phải như thế nào thì ok? Hiện tại là em cao 1m6 thì em mong muốn là bạn trai của em thì từ 1m6 trở lên thì được rồi. Em thì chú trọng khá là nhiều về thể lực cũng như là ngoại hình bên ngoài, như là chàng trai đó ít nhất là cũng phải cao 1m6 trở lên. Cái thứ hai là đô con một chút để có cảm giác như mình được bảo vệ và che chở. Rồi ok. Rồi mình hoạt động đoàn, rồi mình từng làm MC là mình có thể hát hò là được đúng không? Dạ được chị. Rồi ok. Hôm nay thì sẽ là cái vòng casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình lựa chọn bạn này cũng như là tìm được người phù hợp cho mình thì sẽ có biên tập. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long Trà Vinh. Chợ Càng Long Trà Vinh. Rồi thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi điểm mạnh điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. Tụi em không có hỏi tiếp tục ha, mình chị chia sẻ tự chủ động để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không, hay là nấu ăn được không, hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. Nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nêm nếm không được ngon, thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ đâu phải ai cũng biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm cái gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm cái gì tặng bạn? Múa phụ quả hả? Rồi do lên trên múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? Tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi, cách nay là 13 năm chưa có con thì cũng 3 năm qua cũng hay. Hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ chị? Mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô làm mai á thì không hiểu nhau á thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Giống như cũng vài tháng, cũng như không hiểu, không hợp nhau vậy á. Với thời gian, tính chất thời gian, công việc á. Rồi thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? Dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi Về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn, chung thể thì trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á, thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà phải chỉ cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là con của em là gương mặt nha, gương mặt đúng không, ngoại hình mập mạp. Rồi cao mét 7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao mét 7? 1m58. 1m58 thì ta mét 65 được rồi, từ 36 đến 45 tuổi. Ít dạ. Cao được mét 7 đó, mày nói thật luôn á. Thì tôi chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nha, chắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh Tây luôn được cũng được. Rồi Sài Gòn đổ. Nhưng quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu? Từ Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Ừ rồi, Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Giờ thì chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi vậy suy nghĩ đi ha. Rồi vậy rồi ha. Rồi buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Tấm lúc đỏ ha. Rồi cảm ơn chị. Ra giúp em được không ạ? Rồi mình giới thiệu một chút về các thông tin cá nhân của mình trước nhé, như là tên, tuổi này, nghề nghiệp hiện tại, cũng như là quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mình không có nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu, làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ. Mình tên là Lục Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983, mình đang công tác tại trường mầm non ở quận 7. Công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì hả chị? Cụ thể ạ? Chị có nghe em rõ em nói không nhở? Dạ nghe nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non là mình làm vị trí gì ạ? Mình là giáo viên mầm non. Là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi, chia sẻ giúp em về nhiều hơn về bản thân đi nào. Về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại một lần nữa. Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm. Mình học biết người sống tốt nếu cái ưu điểm của mình là mình bạn bè đâu gặp bạn nói là mọi người rất là thích, do là cả mọi người cái quyết định của mình Khi mà đến một cái nơi đông người mà thấy mình phải làm sao mà đậu về tôi sẽ xem người đó. Rồi. Thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình như thế nào? Mình đã có gia đình nhà, mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình cũng có hai cuộc gặp và cũng hợp thì sai thôi. Lý do chia tay, vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? Cái hôn nhân mình không có, mình sai okay. Là do là các cũng không hợp với ông xã, cũng là do là ông xã cũng khỏe quá thì có những cái mình không có đáp ứng được á. Thì nó quay lại nữa rồi. Gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính là bên lúc mà mình có như là đâu bên gia đình chồng thì khi mình có về bên nhà trường quá không có được, mỗi lần mà xin đi về rất là khó khăn. Mình thấy như vậy là thế là cuộc sống hôn nhân nó cũng không có được. Tục quá mẹ ơi. Sao nó đi sao? Lại. Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được. 40 đến 50 tuổi thì có công việc xíu. Mà nếu làm bên đậu tốt, khách người bên đậu thì dịu dàng hơn, biết cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Thu nhập thì có công việc ổn định là được, không cao lắm. Vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn nam có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn nam theo đạo có được không? Mình thì nếu mà bạn nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở cái bên nhà nước á, thì mình làm bên đạo Chúa thì cũng hơi khó khăn mình trước. Còn cái phần chiều cao và quê quán thì mình không quan tâm ở đâu. Rồi ok ạ. Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị. Ủa anh để đâu? Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Đó kia đó chị nên